Mai Phương lần đầu đưa con về quê nội, tình cũ Phùng Ngọc Huy ngay lập tức bày tỏ thái độ. Mặc dù đang điều trị ung thư phổi, nhưng diễn viên Mai Phương vẫn cố gắng đưa con gái đi chơi. Tình cũ của Mai Phương là Phùng Ngọc Huy rất thích thú khi xem ảnh của hai mẹ con. Sau một thời gian điều trị ung thư phổi ở bệnh viện, diễn viên Mai Phương được bác sĩ cho về nhà nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng đến khám và lấy thuốc. Mai Phương cho biết tình hình sức khỏe của cô đã khá lên rất nhiều, nữ diễn viên sẽ cố gắng khỏe hơn để bạn bè, người thân và fan yên tâm. Mới đây, diễn viên Mai Phương đã cho con gái về quê nội của cô chơi. Cô chia sẻ, lần đầu cho bạn nhỏ về quê nội để cảm nhận được cái nắng gay gắt và khô cằn của vùng đất Quảng Trị, nhưng cũng đầy sự chân thành ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Mặc dù cả mẹ và bé mỗi lần nghe nói chuyện phải nhờ ông ngoại dịch lại giùm, hoặc phải nghe lại mấy lần mới hiểu được. Làn da của bạn nhỏ hơi sạm đi, nhưng niềm vui khám phá dường như vẫn chưa hết được. Kệ cứ vui con nhé, mẹ sẽ cố khỏe để nắm tay con đi nhiều nơi hơn. Con gái Mai Phương thích thú khi lần đầu tiên về quê nội chơi cùng mẹ. Mai Phương tranh thủ selfie khi về quê chơi cùng con. Ở dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Mai Phương. Đặc biệt, tình cũ của Mai Phương là Phùng Ngọc Huy đã để lại nhiều biểu tượng thể hiện sự yêu thích. Phùng Ngọc Huy gửi biểu tượng yêu thích ở phần bình luận Facebook của Mai Phương. Phùng Ngọc Huy chính là bố của bé La Vi. Sau khi Mai Phương bị bệnh ung thư phổi, Phùng Ngọc Huy từng bị khủng hoảng vì người hâm mộ nữ diễn viên này chỉ trích. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy vẫn cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh cũng tham gia chương trình từ thiện, kêu gọi ủng hộ Mai Phương và Lê Bình ở Mỹ. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn chưa về nước để thăm Mai Phương và con gái. Tuấn Hưng lên tiếng chính thức trước vụ tai nạn với siêu xe 15 tỷ. Trước vụ tai nạn nghiêm trọng ở Việt Trì, Phú Thọ, ca sĩ Tuấn Hưng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Tuấn Hưng cho biết anh đã ổn định sau vụ tai nạn và may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng về người. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, fan hâm mộ cũng như đồng nghiệp vì đã quan tâm đến Tuấn Hưng trong những ngày qua. Có lẽ tháng 10 là tháng chưa đem đến may mắn cho Tuấn Hưng khi nam ca sĩ liên tục gặp sự cố. Ngày 5 tháng 10, Tuấn Hưng gặp cú sốc lớn khi live show kỷ niệm 20 năm ca hát của mình bất ngờ bị hủy tại Hà Nội. Chưa kịp lấy lại tinh thần, thì ngày 16 tháng 10 hôm qua, Tuấn Hưng tiếp tục gặp tai nạn nghiêm trọng với siêu xe 15 tỷ ở Phú Thọ. Tuấn Hưng đăng dòng trạng thái sau vụ tai nạn nghiêm trọng. A Di Đà Phật, cảm ơn tất cả mọi người quan tâm hỏi thăm. Hưng đã ổn, chỉ là tai nạn nhỏ, rất may mắn không có làm tổn thương ai và để lại hậu quả nghiêm trọng là điều quá là may mắn rồi à. Khỏe mạnh rồi sẽ làm lại được hết à. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Được biết, chiếc siêu xe Ferrari có giá 16 tỷ thuộc về xế hộp có số lượng ít ỏi Việt Nam và được Tuấn Hưng tậu vào cuối năm 2017. Nguyên nhân ban đầu, chiếc siêu xe gặp tai nạn đó là do tình hình thời tiết xấu, nên trợ lý của Tuấn Hưng đã mất tay lái. Rất may là chiếc xe không đâm đụng về ai, nên không gây thiệt hại về tính mạng. Ngay sau đó, công an đã đến phong tỏa, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn của người cầm lái. Chiếc siêu xe 16 tỷ của Tuấn Hưng bị nát nguyên phần đầu do vụ tai nạn. Trước đó nhiều lần giọng ca tan, đã dùng siêu xe của mình để di chuyển và lưu diễn ở nhiều tỉnh thành. Phần sau của đuôi xe vẫn giữ được nguyên vẹn. Cũng trong tháng 10 đêm live show Ngựa Hoang kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng bị gửi thông báo hủy đột ngột vì không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trước việc đêm nhạc bị hủy, lý do không thuyết phục đã khiến Tuấn Hưng và ekip vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, vài ngày sau, nam ca sĩ đã lấy lại tinh thần, thu xếp trả lại tiền vé và nhanh chóng tổ chức lại live show mới để phục vụ khán giả của mình. Vì không chịu nổi cú sốc đêm nhạc bị hủy, Tuấn Hưng cũng nhập viện ngay sau đó. Tuấn Hưng thể hiện sự bất lực trước nhiều diễn biến không tích cực xảy ra với mình. Sinh nhật chơi lớn, Việt Hương bắt chồng cổng khoe những kim cương bạc tỷ, lóa cả mắt. Nhiều người không khỏi xuýt xoa khi nhìn thấy số lượng kim cương được đính trên nhẫn của Việt Hương. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 42, Việt Hương vừa có vài dòng chia sẻ trên trang cá nhân. Cảm ơn tất cả khán giả đã gửi lời chúc mừng sinh nhật. Đặc biệt, nữ danh hài còn khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi khoe khéo chiếc nhẫn kim cương trị giá bạc tỷ. Birthday mà ráng cổng đi, ai biểu rủ đi bộ cả ngày. Cảm ơn lời chúc mừng của cả nhà ạ. Dạ, hình minh họa vui vui, không có thích cũng đừng rầy la em nha, bị gì hôm nay sinh nhật em. Việt Hương cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật, kèm theo đó là bức ảnh được ông xã Hoài Phương cổng với nhiều biểu cảm nhăn nhó. Nữ danh hài nhắn nhủ ông xã, birthday mà ráng cổng đi, ai biểu rủ đi bộ cả ngày.
Bên cạnh đó, khán giả cũng chú ý đến chiếc nhẫn kim cương mà Việt Hương khoe. Chiếc nhẫn có thiết kế hình chữ H, được đính toàn bằng kim cương. Nhiều người không khỏi tò mò về giá trị của chiếc nhẫn này. Tuy nhiên, với độ chịu chơi của Việt Hương thì chắc chiếc nhẫn kim cương này có giá trị không hề nhỏ. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật và không khỏi suýt xoa về chiếc nhẫn bạc tỷ của Việt Hương. Hiện tại ông xã và con gái Việt Hương đang sinh sống ở Mỹ. Vì công việc nên nữ danh hài phải thường xuyên xa gia đình về Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, hễ có thời gian rảnh là Việt Hương lại về thăm gia đình và nấu cho chồng con những bữa ăn ngon. Lấy nhau đã lâu nhưng vợ chồng Việt Hương vẫn tình cảm như thuở mới yêu. Cả hai luôn biết cách hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch. Khả Ngân nổi điên vì chuyện diễn đơn, tôi còn phải sống, sao ác với tôi quá vậy. Nữ chính Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt Khả Ngân bức xúc về tin đồn diễn đơn trong phim là do đạo diễn yêu cầu. Từ khi Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt phát sóng, dàn diễn viên của bộ phim như Khả Ngân, Song Luân, Hữu Vi, Cao Thái Hà đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong đó, Khả Ngân bị chỉ trích nhiều nhất vì diễn xuất đơ, thua xa nữ diễn viên chính Hậu Duệ Mặt Trời của Hàn Quốc. Gần đây, có một cư dân mạng đã chia sẻ lại cuộc trò chuyện với Khả Ngân. Cụ thể, người hâm mộ này đã hỏi có phải Khả Ngân diễn đơ vì bị người yêu ghen hay không. Nữ diễn viên chính Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt cho biết đó là do ý đồ của đạo diễn. Tuy nhiên, mới đây, Khả Ngân đã bức xúc lên tiếng phủ nhận. Tôi không phải một con thần kinh mà đi nói ra những lời ngu xuẩn như vậy, ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa từng có. Tôi làm việc nghiêm túc, cố gắng từng phút từng giây. 3 tháng qua tôi được nghỉ đúng 2 ngày, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ vì tôi rất trân trọng Hậu Duệ Mặt Trời, trân trọng ekip. Vậy mà các bạn đã biến tôi thành một con người như thế nào vậy? Tôi còn phải sống, còn cả tháng trời nữa mới quay xong. Làm ơn cho tôi xin một chút yên bình thôi được không? Các bạn có quyền dựng lên một câu chuyện hoàn toàn không có thật, nghĩ ra một câu nói ngu dốt, nhét vào mồm người khác và biến họ thành một đứa tệ hại. Cuộc đời này chưa đủ áp lực và khó khăn hay sao? Các bạn có suy nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tại sao ép với tôi quá như vậy? Khánh Thi, Phan Hiển gây sốt với ảnh siêu đáng yêu, fan ngưỡng mộ. Chia sẻ loạt hình ảnh tạo dáng nhí nhố, đáng yêu bên ông xã Phan Hiển và con trai bé Kubi. Khánh Thi khiến fan không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của cặp đôi. Kể từ khi sinh con thứ hai, Khánh Thi Phan Hiển thường xuyên khoe những hình ảnh của gia đình với cộng đồng mạng và người hâm mộ. Mới đây, trên trang fanpage của cặp đôi đăng tải loạt hình ảnh của gia đình trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng và Hội An, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trong hình ảnh, kiện tướng Dan Sport tạo dáng nhắn nhít bên ông xã và con trai, phắng bóng con gái bé Anna. Cả 3 thành viên trong gia đình Khánh Thi diễn sâu, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía fan. Thích bộ ảnh nhắn nhít của gia đình bạn, Kubi đáng yêu hết mức rồi đó, đẹp đôi quá đi, ngưỡng mộ vợ chồng anh chị, là một trong số những lời nhận xét cư dân mạng và người hâm mộ gửi đến vợ chồng Khánh Thi. Trước đó, bà mẹ hai con tự nhận là người đẻ thuê, vì cả Kubi và Anna đều có nhiều nét giống bố Phan Hiển. Khánh Thi cũng chia sẻ, ông xã Phan Hiển giúp đỡ cô rất nhiều trong việc chăm sóc các con. Trường Giang khoe ảnh đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn cùng Nhã Phương kèm lời thách thức. Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi của hai vợ chồng trong kỳ hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Trường Giang còn thách thức, nếu bức ảnh được 100.000 like sẽ úp trọn bộ ảnh. Mới đây, trên trang fanpage chính thức của Trường Giang vừa chia sẻ hình ảnh của anh cùng Nhã Phương. Điều đáng chú ý ở đây là cả hai vợ chồng đang diện trang phục truyền thống của Hàn Quốc, bộ hanbok. Có lẽ đây là khoảnh khắc mà họ ghi lại trong kỳ hưởng tuần trăng mật vừa qua ở xứ sở Kim Chi. Theo đó, 10 khó còn đính kèm dòng trạng thái khá trêu ghẹo vợ, chụp hình mà rảnh phi phá miết, to be continue. Chưa dừng lại, anh còn có màn thả thính, nếu như bức ảnh này được hơn 100.000 lượt like thì sẽ có trọn bộ ảnh của cặp đôi trong kỳ nghỉ vừa qua. Trường Giang và bà xã nhí nhố trong trang phục xứ Hàn, sau khi Nhã Phương đăng ảnh đồ đôi màu trắng thì tiếp đến danh hài gốc xứ Quảng cũng tiếp tục khiến fan thích thú bằng bức ảnh này. Sở dĩ cả hai rất hiếm khi chia sẻ những giây phút đời thường, nên mỗi lần họ hé lộ như thế này thì người hâm mộ như đứng ngồi không yên. Chỉ với ít phút đăng tải nhưng bài viết này đã có hơn 10.000 lượt like, chứng tỏ người hâm mộ rất nôn nóng, được thưởng thức hết những khung hình lãng mạn của thần tượng. Từ bao lâu nay, Trường Giang Nhã Phương là một trong những cặp đôi gây được sự chú ý của khán giả khắp nơi về chuyện tình của họ. Sau khi tổ chức lễ đính hôn bí mật tại Hội An,
thì vào ngày 25 tháng 9, đám cưới của cặp đôi gốc Quảng Nam chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện vô cùng hot và hầu như thông tin về ngày trọng đại của họ đã chiếm sóng tất cả các diễn đàn. Ngay giờ phút thiêng liêng trên sân khấu, cặp đôi này đã nhắc đến ba mẹ rất nhiều. Tưởng chừng như họ sẽ mạnh mẽ như lúc này đây, cặp đôi đã khóc nức nở, bởi lẽ họ đã rất cố gắng để đến được với nhau và chính hạnh phúc này cũng phần nào làm ba mẹ yên tâm. Lâm Vĩ Dạ bị ném đá dữ dội vì phát ngôn gây sốc, căm hồng lại. Dù lên tiếng bên vực đàn chị, song Lâm Vĩ Dạ bị dân mạng ném đá vì cách dùng từ ngữ của mình. Rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz đã lên tiếng động viên các Phượng giữa thời điểm liên tục nhận chỉ trích sau khi công khai xin lỗi khán giả. Có thể kể đến là Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Lê Phương, Đại Nhân. Nhưng đáng chú ý có thể kể đến Lâm Vĩ Dạ vì bên vực các Phượng mà nhận về vô số gạch đá từ cư dân mạng. Chia sẻ status mới nhất của các Phượng, Lâm Vĩ Dạ viết: "Người phụ nữ ấy đã lên tiếng, cho nên tốt nhất là mấy các khẩu nghiệp nên câm cái họng lại." Ngay lập tức, đa phần công chúng cho rằng đây là từ ngữ không phù hợp với một người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng tới khán giả như Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ lên tiếng bên vực các Phượng, nhưng với từ ngữ không phù hợp nên bị ném đá dữ dội. Một độc giả bình luận là: "Nghệ sĩ nói chuyện văn minh đi nào, đừng kêu người ta câm họng quá mức lịch sự." Một độc giả khác thẳng thắn rằng: "Không có lửa làm sao có khói, không ngờ Lâm Vĩ Dạ lại ăn nói như vậy." Trong khi đó, nhiều người bên vực cho rằng Lâm Vĩ Dạ nói đúng, và ý của cô là đang nhắc tới những người chỉ biết chỉ trích, trách móc các Phượng. Nhiều bình luận trái chiều sau phát ngôn của Lâm Vĩ Dạ. Trước đó vào ngày 14 tháng 10, các Phượng Kiều Minh Tuấn đã công khai xin lỗi khán giả vì ồn ào tình cảm liên quan đến an nguy. Tuy nhiên, lời xin lỗi này vẫn nhận ý kiến trái chiều từ công chúng. Quá bức xúc, chiều 15 tháng 10, các Phượng tiếp tục đăng tải bài viết bày tỏ tâm trạng trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết cô ra mặt xin lỗi với tư cách là quản lý của Kiều Minh Tuấn, đồng thời khẳng định vẫn yêu Kiều Minh Tuấn vì trân trọng tình cảm vun vén 10 năm qua.